Kính thưa quý vị, Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ đọc diễn văn tại Đại học ở Bắc Kinh, tin từ Bắc Kinh. Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ là bà Michelle Obama nói với các sinh viên Trung Quốc và Hoa Kỳ tại trung tâm Stanford của Đại học Bắc Kinh rằng quyền tiếp cận thông tin, đặc biệt là thông tin trên mạng và quyền tự do ngôn luận là những quyền phổ quát. Phát biểu trong ngày thứ nhì của chuyến viếng thăm Trung Quốc, bà Michelle Obama nói rằng tự do diễn đạt, tự do tôn giáo và tự do thông tin là những quyền bẩm sinh của tất cả mọi người trên trái đất này. Bà Obama đã không trực tiếp hối thúc Đảng Cộng sản đương quyền ở Trung Quốc nới lỏng những sự hạn chế đối với các quyền đó. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết là chuyến đi của bà Obama tập trung vấn đề về giáo dục và né tránh những vấn đề gây tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc như là vấn đề nhân quyền và thương mại. Trong một chuyến đi để thúc đẩy trao đổi giáo dục giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Đệ nhất Phu nhân đã khuyến khích các sinh viên không sợ hãi và khám phá thế giới. Bà nói, mọi người đang sống trong một thế giới mà chúng ta không còn có thể để cho nỗi sợ hãi tạo khoảng cách giữa các dân tộc. Vì vậy, bà muốn tất cả những người trẻ trên toàn thế giới hành động với sự tự do mà phải chiến đấu mới có được. Sự tự do để khám phá thế giới, để tìm hiểu về nền văn hóa mới, để thử những điều khó khăn và ngay cả để làm những sai lầm. Bà Obama cũng đã bày tỏ mối quan tâm đến các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay Malaysia Airlines MH370 bị mất tích.